Chào tất cả nhà, hôm nay thì Cảnh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu kênh trực tiếp trận đấu và cái nhận định cũng như phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp câu lạc bộ Viettel trong khuôn khổ vòng 17 V-League năm 2022-2023. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh truyền hình cáp, điển hình là kênh On Sport News. Quý vị và các bạn vào kênh On Sport News là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước cái trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp câu lạc bộ Viettel trong khuôn khổ vòng 17 V-League 1 năm 2022 như sau. Sông Lam Nghệ An sau 15 trận đấu tại V-League năm 2022 thì họ giành được 22 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì số trận tương tự cũng là 5 điểm thì Viettel giành được 25 điểm, xếp vị trí thứ 4. Trận đấu sắp tới có thể coi là cái cơ hội để Sông Lam Nghệ An sang bằng được khoảng cách về điểm số với lại là Viettel khi họ được chơi trên sân nhà. Trở về đội bóng của câu lạc bộ huấn luyện viên Đức Thắng là đội bóng Sông Lam Nghệ An trước giờ bóng lan không nhận được sự tin tưởng và khả năng mang về niềm vui cho người hâm mộ. Giai đoạn gần đây thì Sông Lam Nghệ An thi đấu rất là phập phùng, liên tục gây thất vọng. 7 vòng gần nhất tại V-League thì Quế Ngọc Hải và đồng đội chỉ thắng được đúng một trận, còn lại 3 thất bại và 3 trận hòa. Trong khi đó thì bên kia chiến tuyến thì bên phía Viettel càng về giai đoạn cuối thì càng thi đấu rất là tốt. 5 vòng đấu gần đây tại cái giải quốc đội thì đội bóng áo lính giành 12 trên 15 điểm tối đa. Sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức sau cái chấn thương giúp câu lạc bộ Viettel tự tin về cái kết quả tốt nhất trong 90 phút sắp tới khi mà đến sân Vinh. Ngoài phong độ tốt thì câu lạc bộ Viettel còn nhận được cái sự ủng hộ khi về lịch sử đối đầu chạm trán Sông Lam Nghệ An thì giai đoạn lượt đi V-League mùa này thì Viettel chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Hàng Đẩy. 2 lần gần nhất làm khách trên sân Vinh, đội bóng áo lính đều giành được cái điểm tối đa. Đó chính là những cái chia sẻ của Thai TV trong cái trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Viettel. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các buổi livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chào.